Cô chào bạn Gia này, hôm nay Gia vào sớm đúng không? Cô chào Tuấn Kiệt và Layla. Chào Lucy, Lucy vào rồi. Giờ đến giờ rồi, chúng mình học thôi, đúng không nào? Tuần trước thì cô phải đi tên Tuyên Quang nên lớp mình đã nghỉ. Tuần này thì chúng mình bắt đầu nhé. Bây giờ để kiểm tra bài cũ một chút này, cô mời bạn Lucy nhắc lại cho cô xem là tuần trước thì chúng mình đã học những từ mới gì tuần trước nữa. Lucy nhớ không nào? Lucy bật mic lên nào. Bài 2 phần B. Từ mới đây nè, con đọc các từ mới cho cô nhé. Cô Chào con. bốn bánh hay cặp lông, bốn gỗ, bốn truy truyền, tập thể dục, vẽ, đọc, đạp xe, bắn tì tì, leo núi. Rồi, rất tốt. Bạn đã đọc lại các từ mới để cho cả lớp chúng mình cùng nhớ lại các từ mới mà mình đã học ở buổi học hôm trước đúng không nào? Hôm nay thì cô sẽ tiếp tục dạy chúng ta phần tiếp theo nhé, là phần ngữ pháp của bài Con này. chào cô. Cô chào con. Cô chào Gia Đạt nhé. Để chúng mình. Cô chào Nhật Nam nhé. Chúng mình sẽ Rồi. Cô lại xin mời bạn cô xin mời Layla đọc lại cho cô 10 từ mới của buổi học hôm trước nào. Bông bàn, bông lông, bông rô, bông chuyền, tập thể dục, vẽ, đọc, đạp xe, quan chu ti, leo núi. Từ từ leo núi. Con phát âm lại cho cô này. Bóng rổ. Bông rổ, Bóng chuyền. bóng chuyền, Chuyền. chuyền Rồi, leo núi. leo núi. Tốt lắm. Rồi, cảm ơn con. Cô xin mời bạn ra đọc lại cho cô những từ mới này nào. Ra rồi nhỉ? Hello. Xin Ơi, chào. chào con. Nào, con đọc lại cho cô 10 từ mới đây nào. Con đọc đi. Nào, con đọc lại cho cô nhé. Bóng bàn. Ra đọc đi nào. Bạn ra hình như bị ao rồi thì phải. Bông banh, Cầu lông. cầu lông, Bóng rổ. bông gió, Bóng chuyền. bông chuyền, Tập thể dục. tập thể dục, Vẽ. vẽ, Có phát âm lại này. Vẽ. vẽ, Rồi, dịch vẽ vẫn được. vẽ, Vẽ. vẽ, vẽ, Vẽ. vẽ. Lần cuối cùng được rồi, rất là tốt luôn. Đúc. Con cố luyện tập giống ngã nhiều nhé. Đọc. Đọc. Đạp xe. Phát âm lại này. Đạp xe. Đạp xe. Rồi, tốt. One, two, three. Oẳn tù tì. One. One, Tù. two, three. Rồi, giỏi lắm. Tiếp nào. Người, người. Đúng rồi. Leo núi, đúng chưa nào? Bây giờ chúng mình sẽ đến phần tiếp theo nha. Hôm trước là chúng mình học những từ cấu trúc câu là rất này, cộng với thích, yêu, muốn và cộng với bổ ngữ này.
và lắm này, thích yêu muốn cộng với bổ ngữ cộng với lắm thì chúng ta sẽ nhớ này, từ rất sẽ đứng ở trước những từ như là thích yêu muốn, còn từ lắm thì nó sẽ đứng ở cuối câu sau bổ ngữ, đúng như nào? Đấy. Bây giờ chúng mình bắt đầu làm bài tập nghe nhé. Cô mở file nghe chúng ta này. Một, nghe và nhắc lại. Bóng bàn. Chúng mình sẽ nghe lại nhé. Rồi, cô phải dừng xe. Rồi, chúng mình sẽ nghe lại một chút nhé. Chúng mình sẽ bắt đầu nghe từ 10 từ mới. Cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, tập thể dục, vẽ, đọc, đạp xe, quản tù tì, leo núi. Hai, nghe và khoanh tròn theo hình ở mục 1. Đọc. Leo núi. Bóng chuyền. Bóng rổ. Vé. Tàu điện ngầm. Đi bộ. 4. Nghe, điền số và nói. À, bây giờ đến bài 4 này. Các con mở sách giáo khoa của mình ra, mở sách của mình ra. Và sau khi các con nghe, các con sẽ đánh số vào những quả táo tương ứng. Được chưa nào? Sau đó đọc cho cô nghe xem thứ tự các câu là gì nhé. Các bạn bắt đầu này. Hoàng rất thích cầu lông. Câu số 1 là Hoàng rất thích cầu lông, đúng chưa nào? Rồi chúng ta hai là gì nhé? Ơi. Trang số là cái gì? Trang bao nhiêu? Đây là bài 2 phần B, sách tập 2 con ạ. Dạ. Bài 2 phần B. Trang số trang sách ấy thì nó còn tùy xem con đang dùng sách cũ hay sách mới. Cái sách mới tái bản thì nó ở trang khác và sách cũ thì nó ở trang khác. Vì vậy cho nên là chúng mình sẽ mở đến bài 2 phần B sách giáo khoa tập 2. Nào, câu số 1 là Hoàng rất thích cầu lông này. Bắt đầu câu số 2 này. Em rất yêu mèo. Tiếp câu số 3 này. Nam rất thích uống nước dừa. Rồi, tiếp câu số 4 này.
Cháu yêu ông lắm. Em rất muốn đến New York. Rồi, rất tốt. Bây giờ cô sẽ mời một bạn đọc cho cô về thứ tự các cái câu nhé. Cô xin mời bạn Gia Đạt. Nam rất thích uống nước già. À, nước dừa. Nước dừa. Quang Quang rất thích cầu lông. À, con phát âm lại này. Hoàng. Quang. Hoàng rất thích cầu lông là câu số 1 mà. Câu số 2 là Nam rất thích uống nước dừa đúng không? Câu số 3 là gì nào? Em rất muốn đến New York. Em rất muốn đến New York là câu... À, con không phải là đọc theo thứ tự của cái câu ở trong sách mà con đọc theo thứ tự của câu mà con đã đánh số vào trong sách được. Như thế nào? Những câu mà con đã đánh số được ấy. Hiểu ý cô chưa nào? Rồi, con... ngồi con kiểm tra lại bài làm của mình nhé. Cô xin mời bạn Nhật Nam nào. Em rất muốn đi New York. Em rất muốn đến New York. Em rất yêu mèo. Cô thoát ra rồi đó. Ao rồi. Chờ một tí cái tắt nha. Con bật hết. Các bạn đợi một tí cô vào lại nhá. Vâng. Sao mình sẽ ăn cơm à?
Ui, cô Quỳnh bị out hả? Đâu, cô Quỳnh còn lại không? Đâu, cô Quỳnh ao được khoảng 10 phút rồi. Tôi từ nói Vậy đây hả? mà. Bây giờ cô Quỳnh ao, cô Quỳnh dậy đi. Bài Được không? À, Chị đang học đến đâu rồi nhỉ? Các để con chị đang học coi đến coi. đâu rồi? Đến 1 giờ Đợi là nghĩa là một chị chút nha. Chị đêm mở rồi. chị chút chị lấy máy tính chị mở game cho để mẹ Đêm. mở blog kìa cho các bạn chơi. Cô Quỳnh ao rồi, đợi mẹ chút. Và Rồi, chào các bạn cô ơi. Chị. có muốn chơi không? Có. Ok. Rồi rồi đợi cô Đức Em chút mà xíu. đi không học nào cô. Xong cái bài này đã. Học xong cái bài này đã hả? Bài gì vậy? Bình dạy được không? Chị đâu có biết bài gì đâu. Ôi cô, để cháu nói cho. Đợi. Rồi Mở bài. mở blog kịch chơi nha. Tập 2 của Được không? Mở blog kịch chơi tiếng Việt nha. cô ơi, cháu xin cô làm trước. Quỳnh khởi Không. động lại máy nha. Cô Quỳnh khởi động lại máy. Thế chơi một tí đi. Chơi một tí nha. Rồi. Đợi cô Đức Tập mở 3. laptop lên, cô Đức sẽ chơi mấy phút nha. Anh còn Thấy trẻ bạn Đạt, bạn Đạt mà nghe nói là chơi chơi blockchain là các bạn vui lắm luôn, phải đúng. Và cô không? chơi tiếng Việt là cháu thấy hơi khó đấy. Toán Qua ngoài sân á. đùa. Đợi chút nha, cô Đức cũng phải mở. Cũng phải mở máy tính để nãy giờ chưa có mở. Hôm qua mà mục tiêu đã rõ rồi rồi. Xin chào đi, xin Trong phòng mình thấy chào. đi xong. Này gì? Ê. Thôi bạn nào trong lúc tranh thủ bạn nào biết hát hát cô Đức nghe một bài đi. Bài đàn đi. Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền, trời chị yêu quê hương. Em sai đến trường ông như là yêu thương. Nào Ồ. học nhé, nào lớp, nào vở, nào hoa, nào bút, nào sách, nào vàng. Em cây trên cành cây cao là lá cờ sao nhưng đã nhiều sao yêu thế chứ của chúng em đừng rồi hơi lá Đẹp. Bên hát hay quá luôn. hơi lá cái đó thì ngon mà không giơ tay gần hát Cô đi sao không Quỳnh vào rồi nè. Bạn Gia Đạt hát đi trước khi mình học lại nha. hát bài diễn kia bài bạn được không bà ơi bà cháu yêu bà lắm cháu Tóc. tóc bà Trắng. trắng trắng như mây cháu yêu bà Nói cháu nắm bà tay cháu lần tiếng lời cháu biết ba mùi Việt khóc hành khóc Gia hành Đạt hát hay khóc quá. Bạn bạn nào hát được nữa? Cô Quỳnh có ready chưa? Cô Quỳnh sẵn sàng chưa? Đây, em đã vào được rồi đấy ạ. Nãy cô vừa bị thoát ra ngoài mất. Rồi lại có được tiếp trong lúc cô Quỳnh thoát ra ngoài mình lại có tiết mục văn nghệ đó cô Quỳnh ạ. Cô Quỳnh được nghe hai bài hát thấy rất là vui. Lớp mình có lẽ là mỗi buổi chúng ta sẽ cùng nhau hát một bài nhỉ? Mỗi buổi mình học một bài hát mới nha. Nào, mỗi buổi mình học một bài hát mới. Bây giờ chúng mình quay trở lại bài cũ nhé.
Đây được chưa nào? Cô đang hướng dẫn chúng ta làm bài số 4. Nãy cô thấy chúng mình là điền và đọc chưa đúng theo số thứ tự. Thì ở cái bài này, cách làm của nó là như thế này. Ví dụ này, sau khi chúng ta nghe ra câu số 1 là Hoàng rất thích cầu lông. Hoàng rất thích cầu lông. Thế thì có số 1 ở quả táo này rồi đúng không nào? Thế câu số 2 là em rất yêu mèo. Thì chúng mình sẽ viết số 2 vào cái quả táo này như thế này. Rồi câu số 3 là Nam thích uống nước dừa. Thì đây là câu số 3. Đúng chưa nào? Chúng mình lại điền số 3 vào quả táo. Thẳng cái câu là Nam rất thích uống nước dừa. Bây giờ đến câu số 4 là cháu yêu ông lắm. Đây là câu số 4 này. Và câu số 5 là em rất muốn đến New York. Thì đây là câu số 5. Được chưa nào? Bây giờ cô xin mời một bạn vừa mới vào, đấy là bạn Ben, đọc lại cho cô theo đúng cái thứ tự các câu mà cô đánh vào quả táo này. Cô mời Ben. Dạ. Rồi, cô mời. Hoàng rất thích cầu lông. Em rất yêu mèo. Nam rất thích uống nước dừa. Cháu yêu ông lắm. Mẹ rất, em rất muốn đi đến, muốn đến New York. Đúng rồi, em rất muốn đến New York. Rồi, cảm ơn con nhé. Đây là cái thứ tự các câu. Vậy thì các con hãy điền vào trong sách của mình, được chưa nào? Các con điền vào trong sách của mình theo đúng cái thứ tự này. Theo đúng cái thứ tự này. Các con điền vào trong sách của mình nhé. Nó điền được chưa nào? Cô xóa cái phần cô điền ở đây đi nhé. Bạn nào đã điền xong giơ sách lên cô Quỳnh xem nào. À, cô thấy Lucy xong rồi, cô thấy Hải Anh xong rồi. Cảm ơn hai con có thể hạ sách xuống. Còn các bạn khác thì sao nhỉ? Cô thấy Tuấn Kiệt cũng xong rồi, cô khen Tuấn Kiệt nhé. Tuấn Kiệt có thể hạ sách xuống rồi. Các bạn khác là chưa có sách à? Rồi cô chào bạn Ngọc Lan, Ngọc An nhé. Cô chờ cháu với. Chờ con à? Để chúng ta bài tiếp theo. Trong bài tiếp theo là bài nghe và điền. Con chào cô. À, cô chào con nhé. Giờ chúng mình đến bài nghe và điền từ này. Lớp mình nghe này. Cô sẽ giao cho các bạn sau đây nghe. Bạn hôm nay chúng mình có bạn học mới ở trong lớp là bạn Ngọc An và bạn Ngọc Lan. Thế thì cô sẽ giao cho Ngọc An và Ngọc Lan là câu 1 nhé. Rồi câu số 2 là cô mời bạn ra nhé. Câu số 3. Câu số 3 cô mời ra đạt nhé. Câu số 4. Mời Gia Hân nhé. Câu số 5 cô mời Hải Anh. Đến bài tiếp theo cô sẽ lại gọi đến những bạn tiếp theo. Rồi. Nào. Bạn Ngọc An và Ngọc Lan nghe thật kỹ câu 1 này. Câu 1 chúng ta sẽ có từ em chấm 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 thích vẽ. Đúng chưa nào? Vậy thì mình sẽ điền từ gì vào chỗ trống này? An nghe và chú ý này. Nghe điền số
và nói: Hoàng rất thích cầu lông. Đây là em rất yêu mèo. Đây là cái bài Nam rất thích uống nước dừa. Cháu yêu ông lắm. Em rất muốn đến New York. 5. Nghe và điền từ. Nào, chúng ta sẵn sàng nhé. Trong lúc cô giao nhiệm vụ cho bạn Ngọc An và Ngọc Lan thì tất cả chúng mình cùng nghe vào trong điền vào trong sách của mình. Được chưa nào? Bắt đầu này. Em rất thích vẽ. Nào, An và Ngọc Lan nói cho cô biết là con sẽ điền từ gì vào đây? Em nói to đi. Em rất thích vẽ. À, rất thích vẽ đúng không nào? Rất cô thấy là Ngọc An và Ngọc Lan thì các con mới nhưng mà phát âm có vẻ rất còn tiếng, nhưng có dấu ngã là mình luyện tập thêm cho cô nhé. Dấu ngã này, phát âm dấu ngã này. Nào, câu số 2. Số 2 là câu chuyện ra. Thì con lưu ý này, có câu từ là Nam thích ăn chuối chấm chấm chấm. Thế thì chúng mình sẽ phải điền từ gì vào đây? Gian nhớ nhé, lắng nghe. Còn các bạn khác thì chúng ta điền vào trong vở cho cô Quỳnh. Nam thích ăn chuối lắm. Nam thích ăn chuối lắm. À, giỏi quá. Phát âm tròn tiếng hơn rất nhiều rồi đấy. Rồi, tốt. Câu số 3 là bạn Đạt này. Cháu rất yêu chấm chấm chấm. Từ gì cần điền ở đây? Con lưu ý con điền cho cô nhé. Mẹ lắm. Cháu rất yêu bố mẹ. Cháu rất yêu bố mẹ. À, đúng rồi. Con điền rất là tốt đấy. Bố mẹ. Rồi, để bạn Đạt làm rất tốt. Câu tiếp theo là đến bạn Gia Hân này. Gia Hân có đây không nào? Gia Hân có đây không nào? Lan yêu chấm chấm chấm. Con phải nói con yêu mẹ lắm nhé. Ông Lan yêu chấm 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 lắm này. Gia Hân nghe này. Lan yêu cô giáo lắm. Lan yêu cô giáo lắm. Đúng không? Từ gì cần điền thì bạn Gia Hân có đây không? Gia Hân điền gì đây? Nào, Gia Hân cố gắng trả lời nhanh để cho lớp mình chuyển sang câu khác nào. Cô giáo. À, có một bạn vừa nhắc hộ bạn Gia Hân đấy là cô giáo, đúng không nào? Lan yêu cô giáo lắm. Và câu cuối cùng là câu của bạn Hải Anh đây này. Lắm. Bố rất muốn mua máy tính. Hải Anh điền từ gì nhỉ con nhỉ? Bố rất muốn mua máy tính. Rất muốn mua máy tính. Đấy lắm. Bài tập này chúng ta đã làm rất tốt. Chúng mình chuyển sang bài tiếp theo. Cũng vẫn là điền từ rất lắm vào chỗ trống, nhưng ở đây là chúng mình sẽ phải tự điền mà không có file nghe hỗ trợ nữa. Theo thứ tự thì câu số 1 cô sẽ mời bạn Layla, câu số 2 cô sẽ mời bạn Lucy, câu số 3 cô sẽ mời bạn Nhật Nam, câu số 4 cô sẽ mời bạn Tuấn Kiệt và câu số 5 cô sẽ mời bạn Ben nhé. Ở câu số 1 này, bạn Nam chấm 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 thích ăn cơm thì chúng mình sẽ cần điền từ gì vào dấu ba chấm này? Cô mời Layla nào. Bạn Nam thích rất thích ăn cơm. À, con điền từ rất đúng không nào? Bạn Nam rất thích ăn cơm. Rồi,
Câu số 2 xin mời bạn Lucy. Có dữ liệu là bạn Lan thích leo núi chấm chấm chấm. Con điền từ gì vào đây nào? Bạn Lan thích leo núi lắm. Thích leo núi lắm. Câu số 3, cô xin mời bạn Nam nào. Em yêu chị gái của em. Chị gái của em nào? Chúng mình chỉ cần điền một trong hai từ là từ rất và từ lắm thôi. Thì con sẽ điền từ gì vào đây nào? Rất. Em yêu chị gái. Em yêu chị gái của em rất à? Chúng mình chỉ có hai từ để điền đây thôi. Con điền từ gì nào? Lắm. À đúng rồi, chúng mình sẽ phải điền từ lắm chứ. Không thể nào là em yêu chị gái của em rất được, đúng không? Nếu là rất thì sẽ phải là em rất yêu chị gái của em. Được chưa nào? Tiếp theo cô xin mời bạn Kiệt. Kiệt nào? Rất yêu Việt Nam. À đúng rồi, bốp rất yêu Việt Nam. Yêu Việt Nam. Nào, câu cuối cùng đến Ben. Bạn đến. Đây, chúng mình chỉ cần điền từ rất hoặc từ lắm thôi. Con sẽ điền từ gì nào? Bạn Hà rất muốn đọc sách. À đúng rồi, chỗ này sẽ phải là từ rất, đúng chưa nào? Bạn Hà rất muốn đọc sách. Đấy. Chúng mình đã làm rất là tốt bài này. Giờ mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đấy là bài đọc nhé. Trước khi chuyển sang bài đọc thì các bạn giơ sách lên cho cô xem là bài 5 và bài 6 chúng mình đã điền xong chưa nào? À cô thấy Hải Anh điền rồi, điền đầy đủ rồi. Cô thấy cả Lucy cũng điền đầy đủ rồi. Cảm ơn hai con. Các bạn khác chưa có sách à? Nếu các bạn chưa có sách thì các bạn liên hệ với cô nhé. Cô sẽ mua sách giúp các bạn. Học không có sách. Con chưa có sách à? Con chưa sách đang gửi sang cho con rồi. Con chưa sách. Ồ rồi, ok, để lát cô sẽ nhắn lên nhóm chung nhé. Có sách để làm bài. Còn nếu mà học không như thế này thì mình sẽ không đọc được gì nhiều đâu. Đây, câu số bài 7 là bài đọc và sau đó trả lời các câu hỏi. Cô xin mời bạn Lucy đọc cho cô bài này nào. Nam có một con mèo và một con chó. Con mèo tên là Kitty, con chó tên là Viva. Nam yêu Kitty và Viva lắm. Viva và Kitty rất thích chơi với Nam. Viva và Kitty rất thích chơi với Nam. Rồi, bây giờ cô xin mời bạn Gia Đạt nào. Gia Đạt trả lời cho cô các câu hỏi sau. À, câu 1 là Nam có mấy con chó và mấy con mèo? Gia Đạt nói đi nào. Nam có một con chó và một con mèo. Đúng rồi, thế Gia Đạt có con mèo, con chó nào không? Có, con có một chó. À, con sẽ trả lời là con có một con chó. Con có một con chó. Rồi. Con chó của con tên là gì? Con chó của con tên là em Oreo.
À, em Oreo à? Dạ. Ôi, giỏi lắm. Thế con chó của con màu gì? Con chó của con màu... trắng và màu trắng và màu 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 và trắng màu và đen. À, màu trắng và màu đen à? Rồi, cô cảm ơn con nhé. Lớp mình như vậy là có, chúng ta biết rằng là bạn Đạt cũng có một con chó đúng không nào? Câu tiếp theo cô số 2, cô mời bạn Ngọc An. Ngọc An này, con mèo của Nam tên là gì? Cô mời Ngọc An à? Con mèo tên là gì đây? Con mèo tên là gì nào? Kitty. Con hơi to nào con? Con mèo tên là Kitty. Ôi, giỏi quá. Con mèo tên là Kitty. Tiếp theo cô mời bạn ra nhé. Câu số 3 này, ta trả lời cho cô này. Con chó tên là gì? À, con chó tên là gì? Con chó tên là gì? Nhìn ra quả gì lên con nó sẽ bốn nữa. Nhìn nè. Bốn này. Đó, trở lên này. Để đây đúng hết quân này. Cố mệt trời và cố biến hiện giả. Bạn ra trả lời cho cô được chưa nào? Nếu mà ta đang bận thì cô xin mời bạn 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 Hải Anh trả lời cho cô. Con mèo, con chó tên là gì? Con chó của Nam tên là Viva. Rồi, con chó tên là Viva. Và câu số 4, cô xin mời bạn Layla nào. Nam có yêu Kitty và Viva không? Cô mời Layla nào. Nam yêu Kitty và Viva. Lắm. Nam yêu Kitty và Viva lắm, đúng chưa nào? Tiếp nữa, cô xin mời bạn Kiệt. Cô xin mời bạn Kiệt trả lời cho cô câu hỏi là Viva và Kitty thích chơi với ai? Viva và Kitty thích chơi Nam. À, thích chơi với Nam. Còn lại nào, Viva và Kitty rất thích chơi với Nam. Viva và Kitty. Con nói lại đi. Viva và Kitty rất thích chơi với Nam. Viva và Kitty rất thích chơi với Nam. Đúng rồi, rất là tốt. Là bài đọc về nhà, các cô giao nhiệm vụ là chúng ta sẽ phải đọc bài này thật nhiều lần nhé. Các bạn sẽ đọc lại cái bài này và quay video gửi cho cô, tất cả các bạn trong lớp mình, được chưa nào? Đây là bài tập đầu tiên nhé. Chúng mình sẽ đọc bài tập này rồi gửi cho cô, quay video và gửi cho cô, được chưa nào? Và bài tập số 9 này là bài tập giao về nhà của chúng mình này. Trả lời câu hỏi về bản thân. Các con viết câu hỏi và viết câu trả lời vào trong sách. Được chưa nào? Câu 1 là em có thích mèo không? Câu 2 là em có thích vẽ không? Câu 3 là em yêu ai? Câu 4 là em muốn đi chơi với ai? Câu 5 là em thích ăn gì? Được chưa nào? Và bài tập số 3 là chúng ta sẽ tìm đường tới sân vận động. Đây, điểm bắt đầu đây. Chúng mình sẽ tìm đường tới sân vận động. Làm sao cho trên cái con đường chúng ta đi ấy là mình sẽ gặp được các cái từ mới mà mình đã học
ở trong cái quyển sách này, đúng chưa nào? Và mình đi đến đâu thì mình sẽ viết cái từ mới tương ứng ra. Cô lấy ví dụ bắt đầu này, ở đây là hai bàn tay đang chơi oẳn tù tì, thì chúng mình sẽ viết chữ oẳn tù tì ra đây cho cô, được chưa nào? Đấy. Đây là ba bài tập mà cô sẽ giao chúng ta làm về nhà. Còn bây giờ chúng mình sẽ quay cô Quỳnh ạ. Em quay lại bài tập 1 anh chị chưa kịp cắt hình. Như còn xoay một chị cắt hình chị mở vô. Đúng rồi, bài này. Đợi chị chút nha. Rồi. Ơi, không, em cũng muốn cái đoạn đầu đoạn trên không, cho chị lên đoạn trên chút xíu. Không, đây là bài 7 ạ. Bài về nhà là các bạn ấy đọc lại cái bài này và gửi video thôi ạ. Ồ, bài này hả? Ok. Rồi. Đây rồi, chị chụp lại. Đấy, đọc và gửi video. Bài số 2 là các bạn sẽ trả lời những câu hỏi về bản thân mình. Là bài 9 này. Rồi, chị có bài này. Bài số 3 là các bạn sẽ thân hoạt động. Nhưng mà ở đây là các cái từ mới ở trong bài. Chính vì vậy cho nên là mỗi một cái bước đi các bạn phải viết được cái từ mới ra. Rồi, chị có rồi em. À, bây giờ là chúng mình sẽ quay lại để cái phần chia sẻ bài tập về nhà của các bạn đã làm tuần trước. Thì cái máy của em chia sẻ nó thường hơi kém, chị Đức chia sẻ cho em được không? Mấy lần trước chia sẻ trên Zalo nó cứ không thành công. Em đợi chị chút, chị đang cầm điện thoại để chị chạy vô. Chị mở laptop. Đợi chị chút. Bài nha. Trong khi đợi cô Đức mở laptop, bạn nào hát tiếp cho cô Đức nghe một bài đi, hát tiếp cho cô Đức cô Quỳnh nghe. Bạn nào hồi nãy chưa hát? À, Ngọc An và Ngọc Lan đấy, hai bạn mới vào, các con hát một bài cô Quỳnh nghe nào. 1 2 3 4 5 Ngọc An và Ngọc Lan hát đi nào. Đấy. Một con vịt. Hai con. Đúng vịt. Rồi, một con vịt được. Một con vịt hát này. Một con vịt nhá. Rồi, hai bạn. Hát đi con. Nào. Đây là Ngọc Lan đúng không? Ngọc Lan có Ngọc cái máy An. Xinh quá. Đây là Ngọc A Lan hay Ngọc An đây? An à, Lan chỉ hôm nay chỉ cháu lại phải đi học cái là. À, đây là Ngọc An đúng không? Nào. Nào đấy, con nào đi. Một con vịt ra ra hai cái cánh. Hát to đi, hát to đi. Sao tự nhiên lại xấu hổ, mọi ngày mạnh dạng. Hôm nay xấu hổ. Hát to đi. Nào. Mạnh dạng hả? Mạnh dạng đi nào. Nào. Hát đi con. Sao bị xấu hổ? Tự nhiên hôm nay. Xấu hổ. Sao? An chào. Thế... Anh cha, thế con thích ăn bài nào? Nào ngồi dậy, thẳng người lên. Con thích ăn bài nào? Ngọc An đang ở nước nào? Cháu đang ở nước Nhật. Cô hỏi con kìa. Giờ lại khóc. Rồi, thế thì để cho bạn Ngọc An có thời gian chuẩn bị nhá. Cô xin mời bạn Tuấn Kiệt nào, hát một bài nào. Nhìn cô này, nhìn các bạn kìa. Sao cũng vui vui cái tay. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà, cháu yêu mày. Hồi dạy nào. Bà, cháu yêu bà. Cháu ăn lại, cháu biết bà vui. Đúng rồi. Đây là một bài hát rất là dễ thương của bạn Tuấn Kiệt, đúng không nào? Tiếp ở đây cô Đức bắt đầu chia sẻ màn hình rồi. Hết nữa đang... không hay là chia sẻ bài tập ạ? Chúng mình chia sẻ bài tập ạ. Yeah. Đây là bài bạn Hải Anh này. Hải Anh viết đúng chính tả rồi, không bị sai, đúng không nào? Bạn ấy viết là em rất thích đạp xe đạp,
Em rất thích đi bơi. Em chơi ở công viên. Em rất thích nhảy. Em rất thích trồng hoa. Đúng không? Và 10 câu với từ lắm, 5 câu với từ lắm này. Chị yêu em chi lắm, con yêu bố mẹ lắm, em thích hoa anh đào lắm, em thích vẽ tranh lắm, em thích tập thể dục lắm. Đúng không? Rất là tốt. Cảm ơn bạn Hải Anh đã làm 10 câu rất xuất sắc. Đây là bài của Ben, là con không biết chơi bóng bàn. Hôm nào mà về Việt Nam thì để anh bảo dạy bóng bàn cho Ben nhá. Con rất muốn đánh cầu. Con rất thích bóng rổ. Con chơi bóng chuyền. Từ này thiếu rồi này. Con rất thích chơi bóng chuyền. Con chơi bóng chuyền. Câu này thì không sai, nhưng mà theo yêu cầu của bài tập là chúng mình phải dùng từ rất và lắm để đặt câu. Thì từ câu này đã thiếu, đúng không nào? Con tập thể này. Con thích vẽ xe tăng. Con thích đọc sách. Con biết đi xe đạp. Đấy. Thì những câu này đều không sai, nhưng mà thiếu, được chưa nào? Chưa đúng với yêu cầu của đề bài, là mình phải dùng từ rất và lắm để đặt câu. Tiếp đi ạ. Chúng mình cùng xem video bài tập về nhà của bạn đấy nhé. Để đọc nó cũng giống nhau thôi chứ. À, nó cũng giống nhau, tức là con đọc lại 10 câu kia. Đúng không nào? Vâng. Không biết sao nó video nó không chạy, để chị làm lại. Thế mình chia sẻ các cái trang viết trước được chị ạ. Thỉnh thoảng là video nó không chạy được. Ừ, chị cũng chị xem lại nha. Nó không chạy em ạ. Lát đi nha. À, để sao? Đây bài của Lucy. Chữ của Lucy lúc nào cũng rất là ngay ngắn này. Mai rất muốn chơi cầu lông. Ba yêu chơi bóng rổ. Chỗ này là mình phải ba thích chơi bóng rổ. Đúng không? Mẹ rất thích chơi bóng chuyền. Mẹ rất muốn tập thể dục. Lucy yêu vẽ. Lucy thích vẽ. Được chưa nào? Mai rất thích đọc. Anh hai yêu đạp xe. Mai thích chơi oản tù tì. Lucy thích leo núi. Thường yêu ấy, thì sau đó bổ ngữ của họ, nó sẽ là một cái danh từ chỉ người. Ví dụ như yêu ông, yêu bà, yêu bố, yêu mẹ, yêu anh, yêu chị. Còn với những cái hoạt động thì chúng mình sẽ dùng từ thích. Đúng không nào? Ví dụ như là thích vẽ. Rồi hoặc là muốn đạp xe. Ví dụ thế. Lucy chú ý nhé. Là bài của Gia Đạt. Con rất thích chơi Lego. Bố muốn xem tivi lắm. Em Oreo thích ăn cam lắm. Chị Bông thích mặc quần bò lắm. Quần bò này, chữ quần này con yêu lưu ý là quờ ân quân huyền quần, thì cái dấu của chữ quy đấy là nó phải thẳng xuống. Con hiểu chưa nào? Đây mình móc lên là giống chữ A rồi này. Trang rất thích chơi cầu trượt lắm. Câu này thì chúng mình sẽ chỉ chọn một trong hai từ để lại thôi, lắm hoặc rất. Vị trí của rất và lắm thì đều đúng rồi, nhưng chúng mình sẽ chọn một trong hai từ nhé. Ví dụ Lan rất thích chơi cầu trượt, hoặc là Lan thích chơi cầu trượt lắm. Rồi con yêu mẹ lắm. Bob rất thích uống soda. Tony thích tập thể dục lắm. Ông bà không thích uống thuốc lắm. Ví dụ thế, đúng không nào? Ồ, chị bị mất internet hả? Dạ. Rồi. Cái này xong rồi phải không em? Dạ vâng. Thế thì còn một số bài nữa. Bài của Gia Hân này. Con thích leo núi lắm. Mẹ thích cầu lông. Thì chỗ này phải là mẹ thích chơi cầu lông lắm, đúng không? Bố thích tập bóng bàn lắm. Con không thích tập thể dục. Auntie rất thích vẽ. Con không thích tập thể dục lắm. Ví dụ như vậy. An Chi rất thích vẽ. Bách thích chơi oản tù tì lắm. Bà thích chơi bóng chuyền lắm. Ông thích đọc sách lắm. Bạn thích đạp xe lắm. Bạn không thích bóng rổ lắm. Đúng không? Ở đây chúng Lưu Gia Hân chú ý này.
mình đang dùng từ rất và lắm để đặt câu, đúng chưa? Thì chúng mình phải chú ý nhé. Chữ câu số 5, An Chi rất thích vẽ. Chữ thích chúng mình bổ sung thêm dấu sắc cho cô nhé. Và câu số 6, các đó là một số câu chúng mình phải bổ sung động từ. Đúng không nào? Thích phải là thích chơi. Sau thích phải có động từ, ví dụ thích chơi oản tù tì, thích chơi bóng chuyền, được chưa nào? Rồi. Còn một bài nữa chị ạ. Đây, bài này. Bài này là của bạn gì đây? Đó là Tuấn Kiệt ạ. À, Tuấn Kiệt, đúng rồi. Tuấn Kiệt, con rất thích leo núi này. Con rất thích bóng bàn. Con rất yêu cầu lông. À, chúng mình nhớ nhá, như cô vừa mới nói, sau yêu bổ ngữ thường là danh từ chỉ người. À, vậy đây là con rất thích chơi cầu lông. Con rất muốn chơi bóng rổ. Con rất thích chơi bóng chuyền. Con rất yêu tập thể dục. Chỗ này là phải là con rất thích tập thể dục, đúng chưa nào? Con rất muốn vẽ Pokemon, đúng rồi. Con rất thích đọc. Con rất yêu đạp xe. Đây, chỗ này cũng phải là con rất thích đạp xe. Con rất muốn chơi oản tù tì. Rồi đây là bài của con, là khá là nhiều câu đúng, nhưng chúng mình phải nhớ cho cô này, sau yêu thì chúng mình sẽ phải là một danh từ chỉ người, được nhỉ? Còn đối với hoạt động thì chúng mình sẽ dùng thích hoặc muốn, được chưa nào? Đấy. Cô thấy rằng là chúng ta đã rất là chăm chỉ làm bài tập trong tuần qua. Đây của Gia này, bạn Gia là một trong những người gửi khá là sớm vào lớp này. Con rất thích bóng bàn, con rất thích cầu lông, con rất thích bóng rổ, con rất yêu đọc sách. Chúng mình chữa lại cho cô nhé, là con rất thích đọc sách, hoặc con rất muốn đọc sách. Con rất yêu vẽ, là con rất thích vẽ, hoặc con rất muốn vẽ. Con rất yêu đạp xe, thì cũng phải là chữa lại là con rất thích đạp xe. Con rất thích bóng chuyền, con rất thích chơi oản tù tì, con rất thích tập thể dục, con rất muốn leo núi. Như vậy bài của bạn ta thì chúng ta chỉ chú ý cho cô một điểm thôi, là sau yêu thì chúng mình sẽ có bổ ngữ là một danh từ chỉ người. Rồi. À, đây là bài của Layla. Con không thích chơi bóng bàn, con không thích chơi cầu lông, con thích chơi bóng rổ, con không biết chơi bóng chuyền, con luôn tập thể dục, con rất thích, con thích vẽ. Mẹ của con thích đọc sách, anh trai của con thích đạp xe, con thích chơi trò oản tù tì với bạn bè, con rất thích leo núi. Như vậy là câu cuối cùng là câu mà rất đúng với lại yêu cầu của đề bài, đúng chưa nào? Còn những câu trên thì có lẽ là con đã bị nhầm với việc là mình đặt câu với những từ mới của bài rồi. Đấy, chúng mình lưu ý nhé, cô yêu cầu chúng ta là phải đặt câu với từ rất và lắm, đúng chưa nào? Thì ở đây là con thích chơi bóng rổ lắm, con thích mèo Kitty lắm, con thích đọc sách lắm, con thích bơi lắm, con thích học tiếng Việt lắm, đúng chưa nào? Đây là toàn bộ 5 câu đặt câu với từ lắm của bạn là chính xác rồi. Đấy. Layla rất là tiến bộ đấy. Layla cố gắng tập viết tay nhé. Viết tay thì mình sẽ biết được rằng là phần dấu này, các dấu, các thanh điệu mình đã đúng hay chưa. Và mình viết xem chữ của mình có ngay ngắn hay không, được chưa nào? Cảm ơn cô Đức rất là nhiều. Như vậy là sau này là biết đánh tiếng Việt hay vậy con? Biết đánh mấy tiếng Việt cũng là một cái kỹ năng khá khó đúng không? Là blockhead, blockhead. Blockhead hả? Rồi chụp cái hình đã, rồi bạn nào ở lại cô cho làm blockhead nè. Mở camera cô chụp cái hình nè. Con muốn làm blockhead. Rồi, đợi chứ. Rồi, 1, 2, 3, cười tươi nha. Nhưng mà bây giờ mình làm 1, 2, 3, ai là làm cho... À, vậy hả? Phải 1, 2, 3 hả? Rồi, 1, 2, 3 đi. 1, 2, 3 nè. Các bạn ở lại chơi trò chơi cùng với cô Đức nhé. Cô Quỳnh sẽ phải thoát sớm. Vì cô Quỳnh bây giờ là có chút việc rồi. Con chào cô Quỳnh ạ. Cảm ơn cô Quỳnh. Con chào cô Quỳnh. Con chào. Con chào cô.
Cô chào. Con chào cô. Con chào cô. Chào cô. Chào cô. Con chào cô. Con chào cô. Rồi, các bạn đợi cô Đức chút nha. Các bạn chơi bây giờ đoạn tù tì trước đi, coi ai thắng rồi chơi cái gì rồi trước khi cô mở nè. Xem có bạn chơi không? Với ai nè? Bánh tu tì với bạn nào? Với bạn Gia Đạt. Rồi bánh tu tì đi. Một. Tuấn Kiệt nữa nè. Nhật Nam có rồi nè. Rồi bánh tu tì. Bánh tu tì ra cái gì? Ra cái này. Rồi dừng lại để coi coi. Bạn Gia Đạt ra cái... Kéo. Mình vậy bây giờ đi kiểu này làm sao được, tại vì Gia Đạt thì ra cái kéo thì thắng bạn bè, nhưng mà Layla lại thắng bạn Gia Đạt, mà Layla ra cái búa thì lại thua bạn bè, vậy thì sao? Tao gọi là hòa cô ơi. Bây giờ chọn vote đi. Bây giờ là chọn 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 gì ta? Bây giờ phải vote đi ha. Rồi giờ tụi con vote đi. Là cô mở cái gì? Trong khi cô mở. Giờ ấy đi. Bố phải chọn mà giờ chơi cái gì? Blockhead. Cô biết là blockhead gì? Blockhead. Con cô phải bình lên cháu mới chọn được cô ơi cô. Ừ. Thì giờ nói trước đi. Tụi con biết mà. Chơi cái gì mà. Không. Cháu không... Nhớ cái tên của nó luôn. Gold Rush. Không nhớ cái tên của nó luôn hả? Ok. Cô nhanh như... À không phải nhanh mà. Cháu phải có cái màn hình của mấy cái trò chơi đó cháu với là... Ồ rồi đợi cô chút. Cô lâu ngày quá cô không có chơi. Confirm. Không biết có cái account này. Rồi được rồi. Con làm avatar. Con làm avatar hả? À. Sao làm hay vậy? Rồi, giờ chơi cái gì đây? Chơi tiếng Anh, tiếng Việt. Chơi. Toán, cô toán, cô ơi toán. Toán hả? Toán nè. Toán. Rồi, thử nha. Cô không. Ôi, cô khó quá, cô ơi. Khó quá, à, thử đi. Cháu không thắng được tại cô lên. Con thích khó. Rồi, chọn gì đây? Royale. Hay... Battle Royale hả? Battle Royale lâu lắm con. Monster. Fishing Fancy. Này hả? Vâng, cái đó cũng được cô ơi. Battle lâu lắm con, battle phải chơi hai người, phải đếm lâu lắm. Monster. Yeah. Cho mấy phút nè, 7 phút nha. Vâng. Vậy cô gửi cho cháu ơi. Rồi, lấy thố rồi, thấy trên màn hình đó. Chị đánh vô đâu ở đây? goplayblockit.com. Đã ấp mã vô 9815926. Xem chơi đi con. Giờ chỉ cần để tên thôi. Rồi, có mấy bạn rồi. Các bạn vô chưa? Mới có someone là ai vậy? Xem hả?
Còn bạn nào nữa không? No, not English mà. Cô Đức đợi bạn nào nữa nha. Một phút nữa nha. Ben cùng mình. Con bỏ rồi mà cô. Nữa. Hả? Con bỏ Ben rồi. Vâng, cô biết rồi mà có 10 bạn tổng cộng, mới có 6 bạn à. Cô còn chờ bạn. 1 2 3 4 5. Để nhìn 6. Trong list coi còn thiếu bạn nào nữa. 1 2 3 4 5 6. Con chưa vào. Không vào. Bạn nào vào nữa? Không. Đó. Còn vào trên. Còn thiếu bạn nào? Còn bạn nào muốn vào? Lê block it. Còn bạn nào muốn vào không? Để cô đưa cho Khe. Rồi cô đợi một bấy một phút nữa nha. Cho bạn nào muốn vào nha. Còn bạn nào muốn vào nữa không? Không vào nữa thì cô Đức start nha. Cô Đức start rồi cô Đức chơi trên màn hình rồi à. Rồi các bạn nào mà không vào được thì chơi theo nha. Cho cô một giây. Rồi. Ôi trời ơi, cái con game tìm này coi còn thiếu bạn nào vậy bé? Thiếu bạn nào? 1 2 3 4 5 6. Thì nhìn trên màn hình á, nhìn trên danh sách tên á, thiếu bạn nào? 4 5 6 7 8 9. Cả cháu nữa là 9 á. Ngọc Lan với Ngọc An. Gia Kevin, Gia Đạt vô chưa? Rồi ạ. Ồ con vô rồi hả? Còn thiếu Hải Anh vào chưa? Nhật Nam vào chưa? Con someone. Ồ, con là someone hả? Rồi giờ cô giờ cô bắt đầu ha. Có thể Ngọc Lan với Ngọc Lan chơi trên màn hình với cô Đức nha. Hay là cô Đức để tên tụi con nha. Thì cô Đức chắc thắng chứ cô. Cô không có chơi cô Ngọc A, Ngọc Lan. Ngọc A với Ngọc Lan nha. Không phải cô chơi nha. Cô chỉ để trên màn hình thôi hả? Ủa sao cô không vào được vậy? Sao cô không vào được vậy? Nhật Nam giơ tay gì vậy con? À... Rồi, 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 rồi cô bắt đầu nha. Ok. Start kiểu nào đây? Ồ, có Nhật Nam vào rồi, mày quá. Rồi, start nha. Rồi. Các bạn chơi đi. Trong quá. Trong đi. Oh no. Anh chơi với cô kìa. Hả? Đi từ đây. Từ từ. Ờ. Vẫn được đâu, cái này là mình là zoom mà. Con chọn là con đọc con nói cho cô nghe thôi. Con đọc câu trả lời nha. Đọc câu trả lời cho cô luôn. Ủa sao vậy? Sao nó treo hả? Nè. Đùa chứ cô ơi, cô cái này là toán bằng tiếng Anh chứ sao cháu biết được hả cô? Lỡ rồi, đoán thôi. Oh yeah. 14. 6 4. Màu gì? Đoán màu gì?
Ồ, bạn bạn xem vậy, bạn khen giỏi quá. Not really. I finally just got a first. Oh, there. Three times. Three. Huh? It's the same. You check me phone. Ouch. He walks into a bar. That's easy. Đúng hả? What number goes up and doesn't come back down? H. Oh, geez. Deuce is a common name. Three is in a row. What are four and five numbers? Phải không? Oh. Nine. Why? You add it. Huh? You add four and five together. Together to nine. Pair number one through number 100. How many times we hit pair number A? 10 times? Ten Thomas time. Has to paint that part number. Ten time. Oh, no. Yeah? No? Why 20? Mm-hmm. Think about it. What can you put between A and 9? A and 7 and 8. A. So that the result is greater than 7 but less than A. Greater than 7, less than A. Này, chỗ này. It's a decimal. 7 thôi đây nha. It's smart. No, it's technical. Which month has 28 days? Every month, yeah? Các bạn có đang chơi không vậy? Dạ đang chơi cô ơi, cô cháu đang không hiểu cái nào với cái nào. Vậy hả? Còn cháu cứ chuyển hóa luôn. Còn 20 giây thôi. What two things can you never eat for breakfast? Lunch and dinner. Yêu về.
đi tìm kiếm on but 9 die. How many left? So 9 minus 17 is 8? Yeah. No. What? 9. Why? You just think about it. You can purchase 8 eggs for 26 cents. How many can buy for a cent in the water? A quarter. 28 divided by 8. Just do 8. What three numbers give the same result when multiplied and added together? 1, 2, 3. Let me just. Who's winning? Okay. There are no stairs. Why? It says you live in a one-story house. A one-story house doesn't have any stairs. This one has. Each of them have brother. 5, 6. 5 daughters. Each of these daughters has a brother. 6. It's the same brother. Yeah. Goes away as soon as you talk about it. A secret. A silence. A secret. The silence. Còn nói là nó hết. Water is full of holes but still holds water. A sponge. cái đồ rửa chén à. How many sides does a circle have? 0. It's a trick question, isn't it? Oh, 2, 1. One here. Just because it's flat. What two things can you eat? Dinner, lunch. It's lunch and dinner. But it says dinner. You eat breakfast, so you can eat lunch and dinner. Lunch and dinner. New ones. Ta kịp nhìn cũng được. Ủa sao 7 phút mà lâu vậy ta? Nó chưa xong hả? How many squares are there? 9? Definitely... No, 10, 10. Why? Oh yeah. The big one. Oh! Why 14? I don't know. Because the sides. You see the... Okay, finish or not? Nhật Nam, wow, Nhật Nam giỏi quá. This... Are you sure you did it for cô bây giờ đang ai là nhất là cô? Việt Nam nhất. Hả? Nhưng mình chưa xong mà. Vẫn còn chưa tiếp phải không? Vẫn còn chưa tiếp. Yeah, what happened? The leave site. No. Cancel. What's happening? Ủa, không được hả? This doesn't work. Không được. Oh. You ended it, remember? No, it didn't end. Yes, okay. You accidentally closed the tab. Yeah, yeah. Because you're tapping the screen. Oh, rồi. Thôi mình nghỉ ha. Dạ. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các con buổi sau nha. Chào cô. Chào cô Đức ạ. Wow, vẫn còn 10 bạn hả? Bye. Chào cô. Ừ. Con chào cô. Cô em nha. Chào cô ạ. Con chào cô. Chào con. Hôm nay nó bị cứ đèn 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 chán. Ừ. Dạ, em nha. Chào.